Chương 4. Mà dù bị nhận nhầm là cựu công chúa, Sở Vi Vân có chút không hài lòng. Tuy nhiên người ta nói nàng ta và Dạ Ca Ca là cặp trời sinh, quá thật là làm người khác quá vui vẻ. Đặc biệt ngay cả Chi Phủ và Bách Tính đều tán thành, còn có Bách Tính thì thầm nói: vì tân nương tử của Thế Tử gia thật sự là rất đẹp. Sở Vi Vân càng thêm tự hào. Nàng ta cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Dương phó tướng, ta muội ấy không phải là phu nhân của ta. Phong Ly Dạ cưỡi ngựa bước đi vững chắc vào thành. Sở Vi Vân cảm thấy một trận mất mát. Lời nói của Diệp ca ca không có chút nhiệt độ nào, thật sự dọa người khác lạnh sống lưng. Tuy nhiên nàng ta bây giờ quả thực không phải, nhưng không lâu nữa thôi nhất định sẽ là nàng ta. Phong Nguyên Hạo xấu hổ mỉm cười với mọi người đổi đề tài. Cửu công chúa đang ở phía sau. Mọi người đều ngước mắt nhìn lên. Không xa phía sau họ, quả nhiên có một người phụ nữ. Nàng ấy đang mặc một bộ trang phục màu đen, tư thế hiên ngang oai hùng, không có một chút yếu điệu nào giống với nữ tử cả. Có điều gương mặt của nàng ấy thật sự đẹp, ngũ quan xinh xắn, dưới ánh nắng mặt trời trắng đến mức không hề có chút tì vết nào. Nữ tử này cùng với cô nương trang điểm lộng lẫy vừa nãy rất không giống nhau. Người phụ nữ mặc trang phục vừa rồi thoạt nhìn giống như tiên nữ, trang phục thật sự rất bắt mắt. Nhưng nữ tử trước mặt này trang điểm xuề xòa, dù là thoạt nhìn qua hay chăm chú nhìn kỹ đều xinh đẹp đến mức kinh thiên động địa, khiến người ta hít thở không thông. Quả thực là rất đẹp. Vị này là Chi Phủ và Phó Tướng dương mắt nhìn thẳng. Phong Tảo có chút khinh thường. Nếu biết cửu công chúa là người như thế nào, bọn họ còn có thể mê muội như vậy sao? Đây là cửu công chúa trong truyền thuyết. Sau khi giới thiệu xong, hắn ta thúc vào bồng ngựa đuổi theo Phong Ly Dạ đi vào thành. Cửu công chúa trong truyền thuyết. Sở Khuyên Ca mím môi cười lạnh. Cửu công chúa vẫn đúng là tiếng tăm lừng lẫy. Thật đáng tiếc, chắc chắn là tiếng xấu rồi. Quả nhiên vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người đột nhiên biến mất. Trong truyền thuyết, cửu công chúa phóng túng không kiềm chế được, tính cách tàn bạo, giết người vô số. Ngay cả thế tử gia cũng miễn cưỡng đi cùng nàng. Có thể thấy vị công chúa này bên ngoài là cành vàng lá ngọc, bên trong thối rữa. Nếu gả cho thế tử gia chính là nữ tử xinh đẹp dịu dàng vừa rồi thì tốt biết mấy. Hoan nghênh cựu công chúa. Phó tướng chắp tay, cũng không đợi Sở Khuyên Ca phản ứng, đã quay người đuổi theo Phong Ly Dạ. Chi phủ không dám đắc tội với công chúa cao quý, vội vàng giải thích: tướng sĩ trong quân doanh không biết lễ nghi, xin công chúa đừng trách. Sở Khuyên Ca xua tay nói: không sao, hiện tại ta cũng là người của quân doanh, mọi chuyện rất đơn giản. Điều này làm Chi phủ có chút kinh ngạc. Tuy nhiên nên có lễ nghi, vẫn là không dám chậm trễ. Chi phủ dẫn người đi ngăn đón cửu công chúa. Về phần Phong Ly Dạ thì đã vào phủ, tự mình đi thăm Tần tướng quân vì thủ thành mà bị thương nặng. Tần tướng quân trúng một mũi tên gần ngay tim, hôn mê 3 ngày rồi. Hàm ý chính là tình trạng bệnh của Tần tướng quân thật sự không thể cứu nổi. Thứ hỏi một người đã hôn mê nhiều ngày với một mũi tên gần tim có thể chữa lành được không? Phong Ly Dạ từ trước đến nay không bao giờ biết cách an ủi mọi người. Nhưng vị tân tướng quân này đã vốn chính là lính trước đây của hắn, quan hệ chủ tớ sâu đậm. Bây giờ tân tướng quân sắp chết, trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của tân tướng quân, Phong Ly Dạ nhìn Phong Tảo, trầm giọng nói: dáng thông báo treo giải thưởng, ai có thể chữa trị cho tần tướng quân, bản thế tử đây sẽ ban cho người ấy một nguyện vọng. Sau khi Phong Ly Dạ đi thăm tần tướng quân, không ngừng nghỉ chút nào, lại đã đến doanh trại để chỉnh đốn quân doanh. Trong phòng tướng quân, Sở Vi Vân nhẹ nhàng nâng Lý phu nhân đang mềm nhũn bên cạnh giường tướng quân lên. Phu nhân, có Dạ ca ca ở đây,
nhất định sẽ có thể trấn thủ Mạc Thành cho tần tướng quân. Phu nhân đừng đau lòng quá, tần tướng quân cũng không muốn nhìn thấy phu nhân như vậy. Không ngờ quận chúa kiêu ngạo lại chủ động đến đỡ mình dậy. Lý phu nhân vừa kích động lại vừa cảm động. Quận chúa, tôi tự mình đứng dậy là được rồi. Không sao, chúng ta đều là phụ nữ, ở đây không có quá nhiều phép tắc. Giọng nói Sở Vi Vân nhẹ nhàng đến mức như muốn chảy nước ra đến nơi vậy. Nàng ta nhẹ nhàng nói, Già ca ca là người thân của tần tướng quân, tần tướng quân cũng là người thân của Vân Nhi. Lý phu nhân cảm thấy kinh ngạc. Quần chúa, người và thế tử gia. Già ca ca và ta là chi kỷ. Sở Vi Vân đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống, vừa xấu hổ vừa buồn. Bây giờ Già ca ca đã có vương phi rồi. Ta chỉ cần có thể hằng ngày nhìn thấy Già ca ca, cuộc đời này cũng không có gì hối tiếc. Lý phu nhân nhìn thấy nàng ta buồn như thế, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước đã từng nghe qua công chúa và thế tử gia kết hôn, bây giờ có vẻ như cựu công chúa độc ác trong truyền thuyết đã chặt đứt tình yêu và chia rẽ cặp tình nhân này. Nếu không, tại sao bên cạnh Lý thế tử có Vân quận chúa, còn cựu công chúa lại không thấy đâu? Có thể thấy được cựu công chúa ở trong lòng của thế tử gia thật sự không được sủng ái, thậm chí còn bị chán ghét. Quân chúa, người có trái tim nhân hậu nhất định phải mạnh mẽ. Ta tin rằng sẽ có ngày người tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mặc dù Sở Vi Vân không nói, nhưng nhìn ánh mắt của nàng ta sáng lên, nàng ta gật đầu nhỏ tiếng nói, ừ. Sau khi Sở Khuyên Ca dọn về phủ tướng quân, lẽ ra phu nhân của tướng quân phải đến thỉnh an, nhưng Lý phu nhân lại không đến. Công chúa, người đừng tức giận, nghe nói tần tướng quân bị thương nặng, nên phu nhân của tướng quân bận chăm sóc ông ấy, vì thế. Chồng ta có giống như đang tức giận không? Sở Khuyên Ca ngắt lời Sảo Nhi. Sảo Nhi có muốn nói gì đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô ta ra cửa, rất nhanh quay trở lại, trong tay còn cầm một cái hộp. Sớm như vậy đã tới rồi sao? Hai mắt Sở Khuyên Ca sáng lên, lập tức đặt bản đồ địa hình xuống, qua đón tiếp. Thấy Sảo Nhi ngạc nhiên, liền cầm lấy chiếc hộp từ trong tay Sảo Nhi. Sảo Nhi nghi ngờ hỏi, là đồ tốt gì vậy? Công chúa sinh ra là đã cành vàng lá ngọc, không bao giờ thiếu thứ gì. Còn có báu vật nào có thể khiến nàng ta thích thú như vậy? Nhưng nhìn nàng lấy ra mấy thứ, chỉ là mấy cây kim bạc, mấy con dao kỳ dị hay gì đó. Mà dù hình dạng kỳ quái chưa nhìn thấy bao giờ. Sảo Nhi lẩm bẩm trong miệng. Công chúa muốn những thứ này làm gì vậy? Không cần ngày khác, chính là bây giờ. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Sở Khuyên Ca cất đồ vào túi chuẩn bị rời khỏi phủ đại tướng quân. Vừa đi qua hành lang, liền nghe thấy hai người phụ nữ khóc ở bên kia cửa cung. Tướng quân của chúng ta, thật có phải là không được rồi không? Tướng quân thật sự là không được rồi. Vừa rồi tôi nghe nói Vân quận chúa an ủi phu nhân, để phu nhân bớt đau lòng. Tướng quân là người tốt như vậy, làm sao có thể? Đúng vậy, người đau buồn nhất là phu nhân. Nếu không có Vân quận chúa bên cạnh, sợ rằng phu nhân sẽ không thể cầm cự được. Vân quận chúa thật sự là một người hiền lành, tốt bụng. Nhưng thật không may, cuộc hôn nhân với thế tử đã bị phá hỏng bởi cựu công chúa độc ác. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nghe đến đây, Sảo Nhi bước ra từ phía sau của Sở Khuyên Ca, làm sao có thể nhịn nổi. Từ cửa xông ra ngoài, một phen cấu véo cung nữ vừa mới nói chuyện, một tay giơ lên muốn đánh người. Sảo Nhi, âm thanh lạnh ngắt của Sở Khuyên Ca vang lên, cùng với thân hình tuyệt mỹ tinh tế của nàng xuất hiện tại cửa. Công chúa, là á ta nói năng linh tinh hồ đồ, để nô tỳ vả vào miệng cho mấy cái. Sảo Nhi tức đến nỗi khuôn mặt xanh lét. Chỉ là người không biết gì, nghe theo lời người khác nói thôi, bỏ đi. Sở Khuyên Ca cũng không phải thật sự rộng lượng như vậy, nhưng nàng đang rất hoài nghi. Chính là nguyên chủ của thân thể này
đã chia rẽ đôi uyên ương kia sao? Nếu như nàng có thể nhập vào thân thể này trước hôn lễ, thì hôn lễ này nàng nhất định không cần, cũng không đến nỗi chia rẽ Phong Ly Giả và Sở Vi Vân. Sáo Nhi không dám tự ý làm càn trước mặt công chúa, mặc dù không muốn nhưng cũng buông hai tên nô tỳ kia ra. Hai người biết là cửu công chúa sớm bị dọa đến quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái cầu xin công chúa tha mạng. Nô tỳ sẽ không dám nữa, công chúa tha mạng. Mau cút đi nhanh lên, Sáo Nhi đá chân qua. Sở Khuyên Ca không ngăn cản điều đó, mặc dù hình ảnh xấu xa của nàng đã ngày càng in đậm trong lòng mọi người. Nhưng mà công chúa cũng không tùy ý để cho tỳ nữ điêu ngoa, nhất là trước mặt nàng. Công chúa nên có uy nghiêm của một công chúa. Hai tên nô tỳ gặp đại nàng mà không chết, nhanh chóng rời đi. Vừa quay đầu lại, liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Sở Khuyên Ca vang lên phía sau. Tần tướng quân thật sự bị thương nặng sao? Hai người nhìn nhau, tràn đầy oán hận. Tất cả đều đã như vậy, lẽ nào cửu công chúa còn nghi ngờ tướng quân bị thương đến để thương hại sao? Vì công chúa này không chỉ hung ác mà còn là một kẻ tiểu nhân. Một người trong số đó thì thào nói: Khởi bẩm công chúa, tất cả đại phu ở Mạc Thành đều nói không có cách nào cứu vãn được. Sở Khuyên Ca đột nhiên xoay người rời đi. Thấy nàng bước đi, hai tên nô tỳ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng. Chẳng phải vì sinh ra đã may mắn hơn bọn họ sao? Nếu không phải là công chúa, á ta đã bị ai đó giết chết rồi. Nhưng á ta vào phòng tướng quân làm gì? Sở Khuyên Ca quả thực đã vào phòng ngủ của tướng quân. Lam Vũ theo sau vào. Nhưng Sảo Nhi đã được nàng sắp xếp đi ra ngoài, cũng không biết đi tìm ai. Cô là phu nhân của tướng quân nhìn người phụ nữ không mời mà đến và ánh mắt kinh ngạc. Phu nhân, người này là cửu công chúa. Tên nô tỳ thì thầm vào tai bà, nhỏ giọng nói: Phu nhân, sau khi công chúa đến, phu nhân vẫn chưa đến vấn an. Vậy thì vị cửu công chúa này chính là đến để hưng binh hỏi tội sao? Lý phu nhân đau lòng muốn chết. Lúc này nhìn thấy vị cựu công chúa tới hỏi tội, đến tâm tình muốn thỉnh an còn không có. Công chúa, xin hãy tha tội cho tiểu nhân không tận lực tiếp đón người. Xin hãy tha lỗi. Công chúa, người muốn làm gì? Cứu công chúa vậy mà không thèm nhìn bà ta một cái, trực tiếp bước vào bên trong. Phu quân của bà vẫn còn đang nằm hấp hối trên người. Công chúa! Lý phu nhân đuổi theo, quỳ xuống trước mặt Sở Khuyên Ca. Công chúa, là thần thiếp hèn mòn đã không cố gắng hết sức phục vụ công chúa. Phu quân của ta đã như vậy, hắn không thể làm gì được. Xin công chúa tha mạng. Công chúa, cầu xin người tha cho phu quân của ta. Là lỗi của kẻ hèn mọn này không tiếp đón công chúa tốt. Phu quân của ta bị thương nặng như vậy, căn bản không biết gì. Nhưng Sở Khuyên Ca đã bước đến bên giường của tần tướng quân. Vào lúc này, cửa phòng bị đẩy mạnh. Sở Vi Vân vừa mới rời đi không lâu, nghe thấy tin tức lại quay lại. Vừa vào cửa đã lo lắng: Khuyên Muội Muội, tuy rằng muội thích đàn ông cường tráng, nhưng tần tướng quân đã như thế này, muội buông tha cho ông ấy đi. Cái gì? Cửu công chúa thích nam nhân lực lưỡng? Không chỉ Lý phu nhân sợ hãi, mà mấy tên nô tỳ trong phòng cũng sợ hãi. Nghe nói có vô số binh sĩ đã bước vào màn chướng của cửu công chúa. Vậy thì nói thích người cường tráng cũng không có gì. Nhưng tần tướng quân đã bị thương thế này, đã sắp không xong rồi. Cửu công chúa vậy mà vô cùng háo sắc, ngay cả tướng quân bị trọng thương cũng không chịu buông tha. Không ai có thể nhận ra Sảo Nhi còn có một nhiệm vụ khác, nếu đã không có khả năng bảo vệ chủ tử. Về phần Lam Vũ, hắn muốn bảo vệ nàng, nhưng hắn ta thậm chí còn không biết công chúa định làm gì. Ngoài việc dọn đường cho nàng và để nàng làm những gì nàng muốn làm, Lam Vũ không biết mình có thể làm cái gì khác. Tuy nhiên công chúa sẽ không thực sự đối xử với tân tướng. Sở Khuynh Ca căn bản phớt lờ những lời nói sau lưng, bước đến bên giường bệnh, liếc nhìn sắc mặt của tân tướng quân,
đột nhiên cúi người định kéo vạt áo trước người của tần tướng quân. Công chúa, tướng quân, ông ấy, ông ấy. Đại phu canh giữ bên cạnh giường nào dám ngăn cản công chúa cao quý. Đúng là nữ tử trời sinh kiêu ngạo, nhưng mà hắn thật sự không chịu nổi nữa. Công chúa, tướng quân bây giờ không thể chịu được tình huống bị giày vò. Vì cứu công chúa này xinh đẹp tựa như thần tiên, nhưng tại sao lại là một nữ nhân đê tiện và vô liêm sỉ như vậy? Sở Khuynh Ca liếc mắt nhìn hắn, cũng không muốn giải thích, chỉ hừ lạnh một tiếng. Cút! Vị đại phu dùng mình một cái, hổ thẹn quay qua nhìn Lý phu nhân, hoang mang bước đi. Công chúa, người không thể. Nhìn thấy cửu công chúa thật sự kéo vạt áo của phu quân đang bất tỉnh, Lý phu nhân kích động đứng lên, muốn chạy tới. Công chúa, đừng đụng vào phu quân của ta. Lam Vũ ngăn cản Lý phu nhân, cũng không làm Lý phu nhân bị thương, chỉ là kéo phu nhân lại. Sở Khuynh Ca cởi cúc áo của tần tướng quân nói, ta chỉ đang xem vết thương của tần tướng quân, để xem liệu ta có thể cứu ông ấy được hay không. Mà dù nàng biết lời mình nói, không ai có thể tin được. Ngay cả Lam Vũ e rằng cũng không tin. Tuy nhiên đối mặt với Lý phu nhân sắp mất trí, nàng quyết định cố gắng giải thích một chút. Nét mặt ông ấy u ám, vết thương đã chảy máu không thể khép lại. Đó là bởi vì trong cơ thể vẫn còn sót lại thứ gì đó. Vẫn còn sót lại thứ gì đó trong cơ thể. Một tên nô tỳ lập tức nói, tướng quân của chúng tôi bị thương bởi một mũi tên. Rất có thể đầu mũi tên vẫn còn bên trong cơ thể. Đúng, đại phu quả thực có nói như vậy. Nhưng vị trí của mũi tên gần tim, đầu mũi tên không thể đồng đậy, nếu không tướng quân sẽ mất mạng. Câm miệng, người thì biết cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn nói, ta từ nhỏ lớn lên trong cung, làm sao có thể không biết. Khuyên ca mùi mùi hoàn toàn không hiểu y thuật, nhưng mùi ấy là tin tưởng vào tà ma ngoại đạo. Nói cái gì? Lý phu nhân bất an. Sở Vi Vân che giấu ý cười trong mắt, vẻ mặt xấu hổ, thì thào nói, nàng ta tin rằng hoan ái cùng những người đàn ông lực lưỡng có thể giữ gìn dung mạo. Có tiếng vỗ tay chói tai vang lên. Không ai nghĩ rằng cửu công chúa vừa rồi đang đứng bên giường đã đến trước mặt Vân quận chúa ngay lập tức, tát cho Vân quận chúa một phát, khiến cho quận chúa bay ra ngoài. Sau khi Sở Vi Vân bay ra ngoài, nàng ta đập mạnh vào bàn, bị thương nặng sau tai. Nàng ta hoàn toàn bị đánh phát ngốc rồi. Sở Khuynh Ca tại sao lại đánh người? Sở Khuynh Ca lại dám đánh nàng ta? Không ai lên tiếng, cả phòng yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên hèn mọn. Cứu công chúa, đánh Vân quận chúa, đánh tới thật tàn nhẫn, thật vất vả. Lý phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bừng tỉnh lại. Quận chúa! Bà ta sợ tới mức vội vàng đỡ Sở Vi Vân dậy. Lúc này Sở Vi Vân trông rất nhếch nhác. Sở Khuynh Ca trực tiếp tát vào mặt nàng ta, răng nàng ta như muốn lung lay, hận đến vô cùng. À, ta đau đến mức nước mắt hòa nước mũi, xem ra còn có nước. A, mặc dù rất đau, nhưng á ta vẫn quan tâm nhất đến hình tượng của chính mình. Á ta vội vàng lấy tay áo che mặt, vừa khóc vừa chửi bới. Sở Khuynh Ca, người dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người vu oan giá họa cho bản công chúa, tát ngươi một cái là quá nhẹ rồi. Sở Khuynh Ca đã trở lại bên giường, kéo vạt áo của tần tướng quân. Lam Vũ vốn tưởng rằng Sở Vi Vân bị đánh có một chút đáng thương, tuy nhiên á ta rõ ràng ngụ ý rằng công chúa là một kẻ phóng đãng, quả thực là không thích hợp. Dù đúng hay sai thì cũng là bộ mặt của hoàng gia, cố ý khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy, lòng già cũng không nông nổi. Chẳng lẽ Vân quận chúa không phải là vẻ ngoài dịu dàng tốt bụng như vậy sao? Ta không vu khống ngươi, ngươi hãy nhìn xem ngươi đang làm gì. Mà dù vải ống tay áo vắt ngang, nhưng Sở Vi Vân vẫn có thể nhìn rõ ràng
Sở Khuynh Ca đã kéo quần áo của Tần tướng quân ra. Đây không phải là ông trời đang giúp ta sao? Phu nhân, bà nhìn nàng ta xem. Nàng ta không biết xấu hổ đến mức ngay trước mặt nhiều người như vậy là muốn đối với Tần tướng quân. Lý phu nhân nhìn thấy quần áo của phu quân bị kéo ra, làm gì còn để tâm đến người khác. Phu quân của bà ta một đời thanh liêm, tận trung báo quốc. Bà quyết không cho phép những ngày cuối cùng của ông ấy bị chà đạp như thế. Không được động tới phu quân của tôi. Lý phu nhân thật sự điên rồi, không cần màng chạy tới. Nếu như không phải Lam Vũ mạnh mẽ, sợ rằng không thể ngăn cản bà ta. Không được phép đụng vào phu quân của ta. Không được phép. Lý phu nhân đau lòng gào khóc. Huynh đệ ở bên ngoài nghe thấy lập tức xông vào. Lam Vũ, ngăn lại. Sở Khuynh Ca đặt cái túi nàng luôn ôm xuống, từ trong đó lấy ra một đống đồ. Lam Vũ không muốn động thủ với những người trong phủ tướng quân, nhưng bây giờ bất lực, chỉ có thể bước tới, dùng thân hình cao lớn ngăn cản bên ngoài giường bệnh. Đừng đụng vào phu quân của tôi. Lý phu nhân vẫn hét lên. Sở Vi Vân sửa sang lại bản thân một chút, liền nhanh chóng giải thích với các huynh đệ không rõ sự việc. Công chúa nghe lời gièm pha, muốn lấy máu cuối cùng của tướng quân để giữ gìn nhan sắc. Lam Vũ lo lắng, nhưng hắn không muốn giết người ở phủ tướng quân. Công chúa, ngăn lại. Sở Khuynh Ca nhẹ nhàng nói, nhưng lại có tiếng hét lớn. Mẹ kiếp, ta giết chết đôi chủ tớ không biết xấu hổ các ngươi. Có huynh đệ vung kiếm, một thanh kiếm lao về phía Lam Vũ. Cuộc giao tranh bên trong căn phòng nổ ra ngay lập tức. Lam Vũ có thể trở thành thị vệ riêng của cựu công chúa. Võ công đương nhiên không thấp. Nhưng trong phủ tướng quân này nhiều binh sĩ đến như vậy. Thấy ngày càng nhiều người đổ tới, Sở Vi Vân kéo Lý Thị lùi sang một bên. Trong lòng Lý Thị nóng như lửa đốt, nhưng ẩn trong đáy mắt Sở Vi Vân lại hiện lên nét cười ẩn ý không dễ nhận ra. Tốt nhất là những tên binh sĩ này có thể giết chết Sở Khuynh Ca. Như vậy, đợi đến khi Phong Ly Dạ quay lại thẩm vấn, cũng không liên quan gì đến nàng ta. Hơn nữa, trước đây Tần Tướng Quân và Phong Ly Dạ đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Phong Ly Dạ đương nhiên có giao tình với ông ta. Một kẻ dám sỉ nhục nữ nhân của Tần Tướng Quân khi ông ta đang đối mặt với cái chết. Cho dù Phong Ly Dạ có trở về, cũng sẽ không buông tha cho nàng ta. Thế mà kẻ phế vật này lại dám dùng thứ đồ linh tinh kia liên tục giày vò vết thương của Tần Tướng Quân. Lẽ nào nàng ta thực sự biết cách chữa bệnh sao? Nhưng không thể thế được. Này, ngươi định dùng dao làm gì vậy? Đây là muốn khoét tim tướng quân sao? Sở Vi Vân nhíu mày, nhìn rõ con dao có hình dáng kỳ lạ trong tay Sở Khuynh Ca. Lam Vũ quay đầu nhìn lại. Đây không phải là con dao hắn vừa mang về sao? Con dao mà cựu công chúa yêu cầu làm ra. Chỉ là không biết nên dùng để làm gì. Không, đừng! Lý phu nhân điên cuồng, trong chớp mắt lao về phía Lam Vũ. Lam Vũ vốn cho rằng là tên binh sĩ nào lao tới, trong vô thức dùng tay đẩy ra một chưởng. Bụp một tiếng, Lý phu nhân bị đánh bay văng ra, nặng nề ngã xuống đất, nôn ra máu. Phu nhân! Đám binh sĩ nhìn thấy, đôi mắt ánh lên màu đỏ tươi, dám làm tổn hại đến vị phu nhân thiện lương, nhân hậu của họ. Giết hắn! Giết chết hắn! Tất cả binh sĩ đều tập hợp xông lên, rút kiếm ra. Sở Vi Vân siết chặt lòng bàn tay, chờ xem cánh Sở Khuynh Ca bị truy giết, máu thịt lẫn lộn. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dừng tay! Dừng tay lại! Tri phủ đại nhân đến rồi. Thì ra Sở Khuynh Ca ra lệnh cho Sảo Nhi rời khỏi, chính là đi thông báo cho tri phủ đại nhân dẫn thị vệ đến. Mà dù đây là phủ tướng quân, nhưng phần lớn binh lính đều ở trong doanh trại. Chỉ giữ lại hơn chục người để bảo vệ tướng quân và phu nhân tướng quân. Tri phủ đưa hàng trăm người đến, trong chốc lát đã kiểm soát được tình thế. Người trong phủ đại tướng quân đều bị chặn ở ngoài phòng.
Lý phu nhân không dễ dàng gì len qua đám người. Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tri phủ. Đại nhân, tôi cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài hãy ngăn chặn hành động tàn bạo của công chúa, cứu phu quân của tôi. Vừa rồi bà bị Lam Vũ không cẩn thận đánh một chưởng, nôn ra máu, khiến cả khuôn mặt và quần áo đều là vết máu. Hiện giờ khuôn mặt bà ta nhợt nhạt như tờ giấy, búi tóc bù xù, đâu còn chút khí chất của phu nhân tướng quân. Nhưng cũng vì vậy, mọi người nhìn bà sẽ càng không đành lòng. Hơn chục binh sĩ bị người của tri phủ ngăn lại, không ai có thể tiến lên được. Lúc này trong lòng mỗi người đều đau khổ tuyệt vọng, hận không thể xé nát cửu công chúa bên trong kia. Sở Vi Vân đỡ Lý Thị, gấp gáp nói: "Lẽ nào ngươi thật sự muốn tiếp tay cho kẻ xấu sao? Bán quần chúa ra lệnh cho ngươi báo những kẻ này tránh ra." "Phu nhân, xin hãy kềm chế đau thương." Tri phủ quay sang một bên, không đành lòng nhìn thêm. Tay Lý phu nhân run lên liên hồi, cuối cùng không khỏi choáng váng, ngất đi. Sở Vi Vân hét lên: "Cứu công chúa thật là hoang đường vô lý, đã đá thương phu nhân tướng quân, lại còn muốn bức chết tướng quân. Thứ hỏi thiên lý ở đâu?" Biết có người của tri phủ canh giữ ngoài cửa, Sở Khuyên Ca không còn lo lắng có người từ bên ngoài xông vào. Vì vậy, cho dù bọn họ có náo động đến mức kinh thiên động địa, nàng ở bên trong nên làm gì thì làm, không bị ảnh hưởng một chút nào. Mãi cho đến khi Phong Ly già nhận được tin tức, vội vàng từ doanh trại trở về. "Già ca ca!" Nhìn thấy thân hình cao lớn của Phong Ly già từ xa, Sở Vi Vân lập tức đứng dậy chạy về phía hắn. Người còn chưa thấy, tiếng khóc đã văng vẳng bên tai mọi người. "Già ca ca, cuối cùng huynh cũng đã về rồi." Nàng ta không có cách nào trừ khử Sở Khuynh Ca. Tên tri phủ chết tiệt đó chỉ biết nghe lời Sở Khuynh Ca. Bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Phong Ly già, có thể vì đại nghĩa diệt thân. Nhưng không chờ nàng lao đến, đã bị Phong Táo chặn lại. Thế tử không thích thân cận với nữ nhân, Phong Táo đã biết từ lâu. "Vâng quận chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Già ca ca, là Sở Khuynh Ca, Sở Khuynh Ca mùi mùi, mùi ấy muốn giày vò thân thể của tướng quân." "Tần tướng quân đi rồi sao?" Phong Táo kích động, sắc mặt Phong Ly già hơi thay đổi trầm mặc. Hắn sải bước vào phòng ngủ. Trước đây còn sống khỏe mạnh, hiện tại sợ là đá rồi. Phong Táo cũng nhanh chóng đi theo, không đợi Sở Vi Vân nói hết. "Có chuyện gì?" Phong Ly già lạnh lùng nhìn tri phủ. Nhìn thấy Ly Thế Tử trở về, tri phủ thở phào nhẹ nhõm, cung kính bước lên. "Thế Tử." Không đợi tri phủ lên tiếng, "Lý phu nhân, người vừa ngất đi tỉnh lại mấy lần, đã quỳ xuống trước mặt Phong Ly già. Thế Tử gia, làm ơn, xin hãy cứu phu quân của tôi, cầu xin ngài." Ánh mắt của Phong Ly già chỉ thoáng lướt qua bộ dạng nhếch nhác của bà, sau đó bước tới trước cửa, đá tung cánh cửa phòng. Trong phòng, Sở Khuyên Ca đang ngồi cạnh giường, bên cạnh có một chiếc hộp. Trong hộp có một vài con dao, những lưỡi dao nhuốm máu, và còn cả những miếng vải bông dính đầy máu. Hơn nữa, trên tay nàng đang cầm một thứ giống như chiếc kéo, lại tựa như chiếc nhíp. Trên đầu sắc nhọn của nó cũng dính đầy máu. Phu nhân tướng quân được Phong Táo dìu cũng bước vào phòng. Nhìn thấy chỗ vải bông dính máu, phu nhân tướng quân đen mặt suýt nữa lại ngất đi. "Thế tử gia, xin hãy cứu phu quân tôi, cứu phu quân tôi." Phong Ly già sải bước tới. Lam Vũ đối với Ly Thế Tử này tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn vẫn trung thành làm nhiệm vụ của mình. "Thế tử gia, công chúa." "Cút." Phong Ly già phất tay áo dài. Lam Vũ chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi tới mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn đón chưởng này, nhưng dù là không muốn, vẫn như cũ không tiếp nổi một chiêu. Nội lực của Ly Thế Tử này thâm sâu khó lường, quá thực kinh người. Bang một tiếng, Lam Vũ đã bị đánh bay xuống mặt đất cách đó không xa. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lồng ngực máu sôi trào, nhất thời không đứng dậy được.
Sở Khuynh Ca không quay đầu lại. Không phải là không biết nam nhân đáng sợ kia đã tới sau lưng mình, mà đây là mũi cuối cùng, căng não khâu lại mũi cuối cùng. Một chưởng của nam nhân đáp xuống, vừa trúng vị trí đầu vai của nàng, dùng lực kéo mạnh. Đau! Sở Khuynh Ca không kịp thu kim. Kim bạc xoẹt qua mu bàn tay nàng. Không chỉ đau vai, mà mu bàn tay cũng bị xước qua thành vết thương. Tên khốn này có cần phải thô lỗ như vậy không? Sau khi bị ném xuống đất, nàng đứng dậy, tức giận lao tới đá vào chân của Phong Ly Dạ. Dạ ca ca, huynh không thể để mùi ấy đi. Mùi ấy không chỉ làm nhục Tần tướng quân, mà còn ra lệnh cho Lam Vũ đánh phu nhân tướng quân đến mức nôn ra máu. Mùi ấy cũng đánh cá mùi. Sở Vi Vân chạy tới, khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của nàng hiện ra trước mắt Phong Ly Dạ. Dạ ca ca, mùi, chính là mùi ấy động thủ. Mặt của Sở Vi Vân quá thực bị sưng, có thể thấy rõ dấu năm đầu ngón tay. Mà phu nhân tướng quân Lý phu nhân vẫn phục ở bên giường, đau lòng khóc. Phu quân, thiếp đã không bảo vệ được tôn nghiêm cho chàng, thiếp có lỗi với chàng. Nhìn thấy vết thương gần ở tim của phu quân đã được khâu lại với hình thù kỳ quái. Hơn nữa, sắc mặt của phu quân còn khó coi hơn trước đó. Còn có thân hình cường tráng, quần áo xộc xệch kia, đã sớm bị cửu công chúa nhìn thấy và sờ mó. Sắc mặt Lý phu nhân hiện lên sự tuyệt vọng, tự nhiên nghiến răng, lao về phía cột giường muốn đập đầu. Phu quân, thiếp đến thỉnh tội với chàng. Phu nhân! Phong Táo vội vàng chạy tới, kịp thời kéo Lý phu nhân lại khi đầu của bà sắp va vào cột giường. Buông ta ra, để ta chết! Ta muốn đi cùng phu quân, buông ta ra! Lý phu nhân quyết tâm tìm đến cái chết, không thể đập đầu vào cột giường, liền rút lấy thanh kiếm ở thắt lưng Phong Táo. Phu nhân, bà bình tĩnh chút, đừng làm chuyện ngu ngốc. Những người phía sau đang ra sức khuyên can, Phong Táo chỉ có thể giữ chặt bà để ngăn bà tự sát. Lý phu nhân tìm đến cái chết. Phong Ly Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sở Khuynh Ca, không chỉ tràn đầy tức giận mà còn có hận ý. Người rốt cuộc muốn hại bao nhiêu người mới vừa lòng? Ta không có hại người. Sở Khuynh Ca mở miệng, thở gấp đến độ nói không rõ ràng. Ta đang cứu ông ấy. Buông. Già ca ca, Khuynh Ca mùi mùi trước đây đã nghe nói về một tà thuật dùng máu trong tim đàn ông cường tráng để luyện đơn, ăn rồi có thể chém mãi không già. Sở Vi Vân che giấu ít cười trong đáy mắt, giả bộ bất an. Già ca ca, huynh mau đi xem Tần tướng quân trước. Những lời này đã đánh thức Phong Ly Dạ. Phong Ly Dạ phất tay, Sở Khuynh Ca mềm nhũn ngã xuống đất như diều đứt dây. Suýt nữa là đã chết ngạt rồi, bây giờ không còn chút sức lực nào. Nhốt bọn họ lại, Phong Ly Dạ ra lệnh. Sở Khuynh Ca còn chưa kịp giải thích đã bị thị vệ kéo lên áp giải ra ngoài. Còn có Lam Vũ chưa thể tự do cử động cũng bị đưa ra ngoài. Phu nhân, Tần tướng quân vẫn còn thở. Sau khi Phong Tảo kiểm tra liền lập tức khuyên giải. Phu nhân, bà từng làm chuyện ngốc nghếch, tướng quân vẫn còn sống. Phu quân vẫn còn sống ư? Lý phu nhân bàng hoàng, lập tức bò qua. Nhưng những vết máu này, khuôn mặt trắng bệch này, phu quân của bà thật sự vẫn còn sống sao? Mau gọi đại phu. Phong Ly Già trầm giọng nói. Đại phu rất nhanh có mặt. Sau khi bắt mạch Tần tướng quân, sắc mặt có chút kỳ quái. Lý thị vội vàng hỏi, đại phu, có phải phu quân tôi, ông ấy? Phu nhân, vết thương của Tần tướng quân. Đại phu, Tần tướng quân sao rồi? Có phải đã bị Khuynh Ca mùi mùi hại chết rồi không? Sở Vi Vân từ đầu chen vào, nhìn vị đại phu đầy ẩn ý. Đại phu, lúc trước ông nói muốn cứu Tần tướng quân đã rất khó, bây giờ người đã bị cửu công chúa giày vò một hồi, có phải còn khó hơn nữa sao? Điều này có nghĩa là khó,
nhưng không phải là không chữa được. Nhưng trước đây ông chưa từng nói qua là khó cứu chữa. Điều ông nói là vô phương cứu chữa. Nhưng hiện tại, mặt của Tần tướng quân rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn. Ánh mắt đại phu lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn có chút do dự. Lời này của quận chúa nghe ra có vẻ như đang ám chỉ điều gì. Sở Vi Vân lại nói, khuyên ca muội muội còn nói cái gì có thể chữa bệnh cho Tần tướng quân. Nhưng muội chỉ thấy muội ấy dùng dao dặn lên trên người Tần tướng quân. Nếu như làm vậy có thể chữa khỏi cho Tần tướng quân thì còn cần gì đại phu nữa? Sao có thể chỉ là tùy ý dạt vài đường là có thể chữa khỏi cho Tần tướng quân? Cuối cùng đại phu cũng chắc chắn rằng bản thân đã nghe được ám hiệu từ Vân quận chúa. Hơn nữa, bản thân là đại phu, nếu không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân để cho cửu công chúa tùy tiện giày vò một chút liền trị khỏi, thì sau này tương lai của ông ở Mạc Thành, thậm chí là cả nước Sở này sẽ ra sao? Đại phu đặt tay của Tần tướng quân xuống, đứng dậy, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Phong Ly Dạ. Thế tử gia, vết thương của tướng quân vốn đã khó chữa trị, sau khi bị cửu công chúa giày vò lại càng khó chữa hơn. Phu quân tội nghiệp của ta! Lý phu nhân khóc đến thương tâm, thiếu chút nữa là muốn tìm đến cái chết. Đại phu không quan tâm đến Lý phu nhân, người có địa vị cao nhất ở đây chính là Ly Thế Tử. Lời nói của Phong Ly già cất lên, trong lòng đại phu kích động, nhưng cũng không dám quá lộ liễu biểu hiện ra ngoài. Ông không biết cửu công chúa đã làm gì Tần tướng quân, nhưng rõ ràng là đầu mũi tên ghim trong cơ thể Tần tướng quân đã được lấy ra ngoài. Về phần Tần tướng quân, không những không bị cướp đi tính mạng, mặt đập vậy mà lại ổn định hơn. Nhưng chuyện này đến nay cũng chỉ có đại phu biết. Đại phu lập tức gật đầu nói, vâng, lão phu nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho Tần tướng quân. Sở Khuynh Ca bị nhốt trong một căn phòng cũ đổ nát, sau đó Xảo Nhi cũng bị ném vào trong. Công chúa, người sao rồi? Người bị thương rồi? Nhìn thấy mu bàn tay đang chảy máu của nàng, Xảo Nhi lập tức bò tới với vẻ mặt lo lắng. Chuyện này sao có thể? Bọn chúng sao dám đối với công chúa như vậy? Thật quá đáng. Nàng nắm tay Sở Khuynh Ca, vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức hét vòng ra ngoài. Công chúa bị thương, người đâu? Người đâu? Mau đến cứu công chúa. Hai tên thị vệ bên ngoài canh giữ đều là người của phủ tướng quân. Cả hai người nọ đều nóng lòng muốn xé nát cửu công chúa. Còn ai quan tâm cửu công chúa có bị thương không? Xảo Nhi chạy tới, đập mạnh vào cửa gỗ. Người đâu? Công chúa bị thương rồi. Người đâu? Mau gọi đại phu. Ồn nào cái gì? Còn ồn nữa, lão tử giết chết ngươi. Thị vệ bên ngoài tức giận nói. Làm sao Xảo Nhi có thể bị la như thế này? Trong phút chốc, nàng ta bị dọa đến mức không kịp phản ứng. Lúc trước, theo hầu cảnh cửu công chúa, muốn gọi gió hô mưa, ai dám bất kính với nàng. Nhưng hiện tại, từng người một bắt nạt công chúa nhà nàng. Đừng gọi nữa, mau qua đây ngồi nghỉ ngơi đi. Sở Khuynh Ca ngồi xuống đất. Túi đồ không ở bên cạnh, không có dụng cụ và dược liệu. Muốn xử lý vết thương trên mu bàn tay cũng không được. Nàng chỉ có thể dựa vào tường, nhắm mắt tĩnh tâm. Cánh cửa này cứ vậy mà đóng đến tối. Xảo Nhi đang trách móc rất lâu, sau khi biết rằng la mắng cũng không có tác dụng, liền gục xuống một bên ngủ. Sau khi màn đêm buông xuống, cả hai đều thức dậy. Công chúa, nô tỳ, người có đói không? Xảo Nhi ôm bụng, vẻ mặt ủy khuất. Bọn họ dám làm chuyện này, sau khi trở về kinh thành, nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo với Thái hậu, xin Thái hậu chỉ bọn họ tội chết. Sở Khuynh Ca không nói gì. Xảo Nhi nhàn nhạt nhìn nàng. Công chúa, người rất khác so với trước đây. Khác như thế nào? Người, nếu đổi lại là người trước đây, đã làm náo loạn lên rồi. Náo loạn lên họ sẽ thả chúng ta ra sao? Không phải người cũng náo loạn rồi sao?
Sở Khuyên Ca lúc này không hề khóc lóc thảm thiết hay tức giận, mà thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ. Phải nói rằng khi công chúa cười lên nhìn rất đẹp. Sáo Nhi bất giác nghĩ, cũng nhìn đến mức mê muội. Nhưng rất nhanh, nàng bừng tỉnh bởi âm thanh ọc ọc vang lên. Náo loạn ở đây quả thật vô dụng, tình hình này thật khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn đứng dậy, đi tới, lại vỗ vào cửa. Công chúa đã cả ngày chưa ăn cơm, các ngươi mau mang đồ ăn cho công chúa đi. Sáo Nhi thấy tình hình không ổn, lập tức giang hai tay bảo vệ chắn phía trước Sở Khuynh Ca. To gan, một cung nữ hèn mọn lại dám làm càn trước mặt quận chúa. Tỳ nữ của Sở Vi Vân giơ tay vung lên cho Sáo Nhi một cái tát, khiến nàng ngã xuống đất. Sáo Nhi không hề phòng thủ, cũng không hề nghĩ rằng họ sẽ đột nhiên ra tay. Nàng là cung nữ của công chúa, mà nô tỳ thấp hèn này chỉ là hầu nữ nho nhỏ bên cạnh quận chúa. Ai đã cho nàng ta cái gan đó? Không ngờ rằng tỳ nữ đó không chỉ đánh Sáo Nhi, còn tiến về phía trước, giơ chân nhắm về phía Sở Khuynh Ca. Thế giới này điên loạn hết rồi. Một tiểu cung nữ nho nhỏ cũng dám ra tay với công chúa cao quý. Sở Khuynh Ca trầm mặc, khuôn mặt kiên định của nàng không có lấy một tia biến sắc. Người vẫn ngồi trên mặt đất mà không có bất kỳ phản ứng nào. Sáo Nhi nghĩ rằng nàng ta bị dọa ngốc rồi, không nghĩ nhiều, liền bò đứng lên muốn lao tới hộ giá. Người đâu? Bọn họ muốn đá thương công chúa. Đáng tiếc bên ngoài không có ai chú ý tới. Tốc độ của Sáo Nhi không đủ nhanh. Mắt thấy, cú đá đó sẽ đạp lên người Sở Khuynh Ca. Sở Vi Vân cũng không ngờ rằng Sở Khuynh Ca lại yếu đuối đến mức không dám né tránh. Cú đá đó sẽ bị đá lên người nàng. A! Hoàn toàn khác với dự tính của tất cả mọi người, cung nữ còn chưa chạm tới Sở Khuynh Ca thì đã hét thảm một tiếng, rồi lùi lại vài bước. Đau quá! A ta ngã xuống đất nhìn chân mình. Trên chân toàn là máu tươi. Tuy không biết bị thương ở đâu, chỉ biết rằng rất đau. Sở Vi Vân bị vũng máu tươi dọa đến hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Bên ngoài, hai thị vệ xông vào. Quân chúa! Không sao, ra ngoài. Đây không phải là cánh tường mà Sở Vi Vân muốn. Không, mang nha đầu đáng chết này đi. Nàng ta chỉ vào Sảo Nhi. Hai tên lính canh lập tức tuân theo, áp giải Sảo Nhi ra ngoài. Sảo Nhi bị kẹp chặt giữa hai họ, giống như một con gà con yếu đuối, không thể phản kháng. Công chúa, không, buông ta ra, không được làm tổn thương công chúa, buông ta ra. Âm thanh dần dần rời xa. Sở Khuynh Ca đứng dậy, nhìn Sở Vi Vân bằng ánh mắt lãnh đạm. Khuôn mặt bình tĩnh như nước, không hề có một chút dao động. Ồ, chết đến nơi rồi vẫn có thể không thay đổi sắc mặt. Sở Khuynh Ca, trước đây ta thật sự đã xem thường ngươi. Sở Vi Vân nói xong, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cây dao găm. Có tin bây giờ ta giết chết ngươi không? Đương nhiên không tin. Sở Khuynh Ca dựa vào cái giá gỗ mục nát, liếc mắt nhìn nàng ta. Cái nhìn này đầy sự khinh thường. Điều này so với sự sợ hãi, thậm chí cầu xin trong tưởng tượng của Sở Vi Vân, đúng là khác xa một trời một vực. Thế nào? Con dao này không phải là muốn găm vào trong cơ thể ngươi, sau đó vu khống ta làm ngươi bị thương, khiến cho dạ ca ca của ngươi ra tay giết ta sao? Sở Khuynh Ca nhìn vào đôi mắt nàng ta như đang nhìn một kẻ ngốc. Sao còn chưa ra tay? Sở Vi Vân và tỷ nữ vừa bò dậy nhìn nhau, tâm trạng phức tạp đến mức gần như sụp đổ. Chuyện này sao lại có thể khác hoàn toàn với cảnh tượng mà bọn họ bàn bạc? Hơn nữa, kẻ phế vật này thật sự đã nói ra kế hoạch của bọn họ. Chuyện này có chút xấu hổ. Quân chúa, tỳ nữ nhỏ giọng nhắc nhở, không làm thế nào hạ quyết tâm được sao? Sở Khuynh Ca nhướng mày cười, không bằng ta giúp ngươi. Ngay khi dứt lời, Sở Vi Vân còn chưa kịp nhìn bóng người lướt qua trước mặt, trước ngực đột nhiên cảm thấy nhói đau. Con dao,
thật sự đã đâm xuống.